chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Nếu bạn không phải là một cơ đốc nhân hời hợt và nếu bạn luôn cảnh giác về các dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, hãy chú ý đến câu này. Nếu ai đó nói với bạn hãy nhìn xem, đây là đấng Messiah hoặc kìa, Ngài ở đó. Đừng tin vì những đấng Messiah giả và các tiên tri giả sẽ xuất hiện và thực hiện những dấu lạ và kỳ công để lừa gạt, nếu có thể, ngay cả những người được chọn. Hãy nhìn xem, ta đã báo trước cho các ngươi. Có một người đàn ông ở Tây Kenya tự xưng là Chúa Giêsu Christ thật sự và hơn 1 triệu người dường như tin ông ta. Kênh YouTube Drubinsky đã đăng tải một video trong đó anh đến Kenya và gặp người được cho là sự trở lại thứ hai của Chúa Giêsu Christ. Toàn bộ chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Người đàn ông này tuyên bố mình là Chúa Giêsu thật và mọi người xung quanh đều tin như vậy. Liệu ông ta có phải là Chúa Giêsu thật sự không? Không chỉ ông ta, mà trong vài năm qua đã có gần chục người tuyên bố mình là Chúa Giêsu của thế giới hiện đại. Vậy, các bạn có nhận thấy điều gì đang xảy ra trên thế giới không? Điều này không phải là đáng lo ngại sao? Kinh Thánh cảnh báo rằng trong những ngày cuối cùng, các đấng Christ giả và tiên tri giả sẽ đến. Vì vậy, điều này không có gì ngạc nhiên. Cuộc khủng hoảng của những ngày cuối cùng đã bắt đầu trên thế giới và sự gia tăng của các đấng Messiah giả và các tiên tri giả trên khắp thế giới đang chỉ rõ rằng việc chúng ta, những cơ đốc nhân thật sự, phải luôn mở mắt và giữ đầu óc cảnh giác là rất quan trọng. Trước khi tôi cung cấp cho bạn những đoạn kinh thánh về vấn đề đáng lo ngại này, tôi muốn yêu cầu bạn chia sẻ thông điệp này với 11 người mà bạn biết. Và yêu cầu họ chia sẻ thông điệp này với 11 người khác, để ngày càng nhiều người nhận thức được sự khẩn cấp của thời gian mà chúng ta đang sống. Hãy thực hiện vai trò và mục đích của bạn để lan truyền lời Chúa đến mọi góc của thế giới và cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa. Bây giờ, các con của Đấng Toàn Năng, hãy để tôi nói với các bạn rằng các đấng Messiah giả và các tiên tri giả không chỉ là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng mà còn là thử thách cho đức tin và sự phân biệt của chúng ta. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta rằng các đấng Messiah giả và các tiên tri giả sẽ xuất hiện và thực hiện những dấu lạ và kỳ công để lừa gạt, nếu có thể, ngay cả những người được chọn. Vì vậy, lời cảnh báo này rất quan trọng. Những cá nhân này có thể thực hiện các dấu lạ và kỳ công, nhưng chúng ta phải nhớ rằng ngay cả Satan cũng có thể giả dạng như một thiên thần ánh sáng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng khi Chúa Giêsu Christ trở lại, đó sẽ không phải là một sự kiện bí mật hay dưới hình dạng của một đấng Messiah giả. Kinh Thánh rõ ràng về bản chất của sự trở lại thứ hai của Chúa Christ. Vì như tia chớp từ phương đông lóe lên và chiếu sáng tận phương Tây, thì sự đến của con người cũng sẽ như vậy. Sự trở lại của Chúa sẽ là một sự kiện toàn cầu mà tất cả mọi người đều có thể thấy. Sẽ không có sự nghi ngờ hay nhầm lẫn. Không giống như các đấng Messiah giả, Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang và quyền năng cùng với các thiên sứ trên trời. Khi đó, dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời và tất cả các dân trên đất sẽ than khóc khi họ thấy con người đến trên đám mây với quyền năng và vinh quang lớn lao. Sự trở lại vinh quang này sẽ không thể nhầm lẫn, mọi con mắt sẽ thấy Ngài, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước Ngài.
Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những dấu hiệu rõ ràng sẽ chỉ ra sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Trong Matthew 24, Chúa Giê-xu tự mình đưa ra một mô tả chi tiết về những dấu hiệu này. Những cuộc xung đột toàn cầu hiện nay và mối đe dọa liên tục của những cuộc chiến mới là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về lời tiên tri này. Sẽ có nạn đói và động đất ở nhiều nơi, và sự gia tăng của các thảm họa tự nhiên, bao gồm động đất, bão và hạn hán, chỉ ra sự hoàn thành của dấu hiệu này. Các cơ đốc nhân trên khắp thế giới đang đối mặt với mức độ bách hại chưa từng có, một dấu hiệu rõ ràng khác rằng chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng. Cũng như sự suy đồi đạo đức và sự gia tăng của cái ác trong xã hội chúng ta là những dấu hiệu đáng lo ngại và không thể nhầm lẫn của những ngày cuối cùng. Vì sự gia tăng của tội ác, tình yêu của nhiều người sẽ nguội lạnh. Nhưng giữa những thời khắc đen tối này, vẫn có một ngọn đèn hy vọng, phúc âm của nước trời sẽ được rao giảng khắp thế gian để làm chứng cho muôn dân, và sau đó sự kết thúc sẽ đến. Sự lan rộng nhanh chóng của phúc âm thông qua công nghệ hiện đại và công việc truyền giáo đang thực hiện đúng dấu hiệu tiên tri này. Vì vậy, tất cả những dấu hiệu này đang chỉ rõ rằng cuộc khủng hoảng của những ngày cuối cùng mà tất cả những điều được tiên tri trong Kinh Thánh hàng ngàn năm trước đã bắt đầu. Sự gia tăng của các tiên tri giả và các đấng Messiah giả là một phần của những sự kiện đó, những sự kiện cần phải xảy ra trước sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu Christ. Vậy, trước những sự thật này, chúng ta, những cơ đốc nhân thật sự, nên đáp lại thế nào? Con cái của Chúa, chúng ta phải luôn cảnh giác và sẵn sàng. Chúa Giê-xu đã chỉ dẫn chúng ta phải luôn canh giữ, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến. Lời kêu gọi cảnh giác này là một lời kêu gọi sẵn sàng về mặt tâm linh. Chúng ta phải làm sâu sắc mối quan hệ của mình với Chúa thông qua việc cầu nguyện thường xuyên, học Kinh Thánh và giao lưu với những tín đồ khác. Việc thử nghiệm các thần linh là rất cần thiết vì Kinh Thánh khuyên chúng ta không nên tin mọi thần linh, mà phải thử nghiệm để xem chúng có phải từ Đức Chúa Trời hay không. Hãy thận trọng và cảnh giác với bất kỳ tuyên bố nào về sự xuất hiện của Đấng Messiah hoặc các thông điệp tiên tri. Hãy giữ vững sự thật và kiên định trong lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là thẩm quyền và hướng dẫn tối thượng của chúng ta. Hãy đo lường tất cả các giáo lý và tuyên bố dựa trên Kinh Thánh. Là thân thể của Chúa Giê-xu, chúng ta phải hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau trong những thời khắc thử thách này. Hãy khuyến khích nhau hàng ngày để không ai trong chúng ta bị cứng lòng bởi sự lừa dối của tội lỗi. Những dấu hiệu của sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu đang trở nên ngày càng rõ ràng. Sự gia tăng của các đấng Messiah giả và tiên tri giả là một dấu hiệu rõ ràng rằng chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng. Tuy nhiên, chúng ta có sự đảm bảo rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại một cách vinh quang và không thể nhầm lẫn. Nhưng cho đến ngày đó, hãy cảnh giác, hãy thận trọng và kiên định trong đức tin của chúng ta. Thời gian đang ngắn dần và các điều kiện đang rất nghiêm trọng. Hãy luôn tỉnh thức, canh giữ và chuẩn bị tâm hồn cho sự trở lại của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ, hãy nhớ rằng nếu bạn đang tìm kiếm một đấng cứu rỗi để sớm trở lại, hãy viết con sẽ luôn bên Chúa Giê-xu và để Chúa Giê-xu thấy sự trung thành của trái tim bạn đối với vương quốc công chính của Ngài. Hiện tại, nếu bạn muốn bảo vệ mình khỏi sự lừa dối ngày càng gia tăng trong thế giới này, dù là đấng Messiah giả hay bất kỳ thần linh lừa dối nào khác, tôi khuyến khích bạn hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này ít nhất một lần với tôi. Hãy nói, lạy Cha Thiên Thượng, chúng con đến trước mặt Ngài với tấm lòng khiêm nhường, tìm kiếm sự hướng dẫn và khôn ngoan thiêng liêng của Ngài trong những thời khắc nguy hiểm này. Lời của Ngài đã cảnh báo chúng con về các dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng và chúng con thấy chúng đang diễn ra trước mắt chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cảnh giác và phân biệt rõ, vì chúng con biết rằng các đấng Messiah giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện để lừa dối, nếu có thể, ngay cả những người được chọn.
Vì vậy, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để nhận ra sự thật và sức mạnh để kiên định trong đức tin của chúng con. Lạy Cha, chúng con cầu xin sự bảo vệ khỏi sự lừa dối đang lan tràn trên thế giới ngày nay. Hãy che chở chúng con khỏi những kẻ tự xưng là Đấng Christ và khỏi những kẻ thực hiện dấu lạ và kỳ công để dẫn dắt dân của Ngài đi sai đường. Hãy mở mắt chúng con để thấy sự thật và mở tai chúng con để nghe rõ tiếng Ngài. Xin đừng để chúng con bị lung lay bởi những lời hứa hão huyền và những phép lạ của những kẻ lừa dối này, nhưng hãy neo đậu chúng con vững chắc trong lời thánh của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã hứa rằng sự trở lại của Ngài sẽ không thể nhầm lẫn, như tia chớp từ phương đông chiếu sáng tận phương tây. Chúng con giữ vững lời hứa này và chờ đợi sự trở lại vinh quang của Ngài với hy vọng và sự mong chờ. Xin củng cố tâm hồn và trí óc chúng con để chịu đựng những thử thách và hoạn nạn đi kèm với những ngày cuối cùng này. Hãy đổ đầy Thánh Linh của Ngài vào chúng con để chúng con có khả năng phân biệt giữa sự thật và sự giả dối. Chúng con cầu nguyện cho những người đã bị lừa dối bởi các đấng Messiah và tiên tri giả. Lạy Chúa, xin mở mắt và trái tim họ để nhận ra sự thật của phúc âm Ngài. Hãy phá vỡ xiềng xích của sự lừa dối và mang họ trở lại với tình yêu và ân điển của Ngài. Hãy dùng chúng con như những công cụ và kênh dẫn sự thật của Ngài để dẫn họ trở lại với Ngài. Hãy cho chúng con dám nói lời Ngài với lòng can đảm và lòng trắc ẩn, chiếu sáng ánh sáng của Chúa Giêsu trong những góc tối nhất của thế giới. Lạy Cha, chúng con cầu xin sức mạnh để chịu đựng những bách hại và khó khăn khi làm những đầy tớ trung thành của Ngài. Thế giới có thể ghét chúng con vì chúng con thuộc về Ngài, nhưng chúng con tìm thấy nơi nương tựa và sức mạnh duy nhất trong Ngài. Hãy ban cho chúng con lòng can đảm để kiên định trong đức tin của chúng con ngay cả khi đối mặt với những thử thách và hoạn nạn. Đừng để chúng con mệt mỏi hay nản lòng, nhưng hãy giữ mắt chúng con luôn hướng về Chúa Giêsu, đấng khởi đầu và hoàn thành đức tin của chúng con. Trong những thời kỳ suy đồi đạo đức và sự gia tăng của cái ác, hãy giúp chúng con chiếu sáng như những ngọn đèn của tình yêu và sự công chính của Ngài. Hãy để cuộc sống của chúng con trở thành chứng cớ cho ân điển và sự thật của Ngài. Hãy trang bị cho chúng con để lan truyền phúc âm đến tận cùng trái đất, hoàn thành đại sứ mệnh mà Ngài đã giao phó cho chúng con. Nguyện vương quốc của Ngài đến và ý muốn của Ngài được thực hiện trên trái đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, chúng con nóng lòng chờ đợi sự trở lại của Ngài. Hãy chuẩn bị tâm hồn và trí óc của chúng con cho ngày vinh quang đó khi mọi mắt sẽ thấy Ngài, khi mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước Ngài. Nhưng cho đến ngày đó, hãy giữ chúng con trung thành và kiên định trong cuộc hành trình với Ngài. Vì vậy, hãy đến, lạy Chúa Giêsu, hãy đến nhanh chóng. Trong danh quyền năng và quý báu của Ngài, chúng con cầu nguyện. Amen. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.